một tài xế đã đậu xe ngay khúc cua để ngủ, nhưng không may bị một chiếc container lật đè trúng. Vụ việc xảy ra vào sáng nay ngày 12 tháng 3 trên địa bàn quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 6 giờ sáng nay, chiếc xe chở container biển số 51D18315 do một nam tài xế cầm lái chạy trên xa lộ Hà Nội hướng ngã tư Thủ Đức về Suối Tiên. Khi đến đường dẫn lên cầu vượt trạm 2, phường Tân Phú, quận 9 thì rẽ phải ôm cua lên cầu, nhưng đang lên dốc thì bất ngờ mất thăng bằng rồi lật nhào qua trái, đè trúng một xe tải đang đậu. Bên trong xe tải có một tài xế đang ngủ nhưng rất may sự cố không gây thương vong về người. Chiếc container lật nằm chắn ngang giữa làn đường lên cầu vượt, đầu xe hư hỏng nặng, dầu nhớt tràn ra ngoài. Chiếc xe tải bị bể phần cửa kính bên trái. Tới 10 giờ trưa cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong. Được biết, khu vực này là một khúc cua rất gấp, nhưng thường xuyên có nhiều phương tiện dừng đậu làm cho diện tích mặt đường bị thu hẹp đi rất nhiều. Ngoài ra, việc dừng đậu nơi khúc cua không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông.